thành phố Hồ Chí Minh chưa đầy 100 km, Tây Ninh là một trong những điểm đến với vô vàn trải nghiệm dành cho du khách. Vùng đất hội tụ trọn vẹn vẻ đẹp của núi rừng phương Nam. Từ một vùng đất thiêng, thưa vắng bóng người, nay Tây Ninh đã trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Bộ nhờ sản phẩm văn hóa tâm linh đặc sắc. Là chốn địa linh nơi miền biên viễn, với đỉnh Bà Đen, nóc nhà Nam Bộ và nền văn hóa đặc sắc, phong phú, Tây Ninh là điểm đến cuốn hút không chỉ với các Phật tử, người say mê tín ngưỡng, mà cả những du khách thích khám phá thiên nhiên hoang sơ. Nằm giữa đồng bằng trù phú, quanh năm mây trắng bao phủ, núi Bà Đen rất dễ nhận ra ngay cả những ai lần đầu đến Tây Ninh. Nơi đây gồm ba cụm núi, núi Bà, núi Phụng và núi Heo. Trong đó, núi Bà cao nhất là nơi đặt cột mốc 986m, được mệnh danh là Nóc Nhà Nam Bộ, và cụm quần thể chùa Bà nằm ở lưng chừng núi. Đối với các Phật tử thập phương, núi Bà Đen chính là nơi hội tụ linh khí đất trời với những truyền thuyết linh thiêng về Linh Sơn Thánh Mẫu. Linh Sơn Thánh Mẫu hiện diện cả trong tín ngưỡng dân gian lẫn trong Phật giáo. Bà được phối thờ trong các chùa ở Tây Ninh với vai trò là một vị hộ trì tam bảo. Năm 2019, lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu, núi Bà Đen được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia theo quyết định số 3325 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Không chỉ nổi tiếng với núi Bà, Tây Ninh còn được gọi là vùng đất thánh bởi nơi đây được xem là khởi nguồn của đạo Cao Đài tại Việt Nam. Tòa Thánh Tây Ninh hay còn được người dân địa phương gọi với cái tên thân thuộc là Đền Thánh, tòa lạc tại đường Phạm Hộ Pháp, thị trấn Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Được xem là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo bậc nhất của đạo Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh hội tụ những phong cách kiến trúc độc đáo, thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan mỗi năm. Nếu như những công trình lớn thường có kiến trúc sư thiết kế, xây dựng theo bản vẽ, Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh lại được Đức Phạm Hộ Pháp xây dựng không dựa trên bất kỳ giấy tờ, hình vẽ nào, mà hoàn toàn dựa vào công sức, bàn tay của người lao động. Vốn là mảnh đất khởi sinh ra đạo Cao Đài, Tây Ninh từ lâu đã trở thành thánh địa của hàng vạn tín đồ trên cả nước với hai lễ hội quan trọng bậc nhất trong tín ngưỡng bản địa. Lễ vía Đức Chí Tôn diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm và hội yến Diêu Trì Cung được tổ chức vào rằm tháng 8 âm lịch, thu hút đông đảo sự tham gia của người dân và du khách. Khi mà đến Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh này á, thì chị thấy rất là đông và nhộn nhịp. Thì em có thể chia sẻ một chút cảm xúc khi mà em đến đây không ạ? Với kiến trúc của Tòa Thánh thì càng ngày càng đồ sộ và đẹp. Và người dân Tây Ninh ở đây rất là hòa đồng và thân thiện. Rất vui khi đến với các lễ hội như là Đại lễ Đức Chí Tôn và Hội Yến Diêu Trì Cung. Cùng với quần thể chùa Bà, Thánh thất Cao Đài tại Tây Ninh đã trở thành điểm nhấn du lịch, điểm đến tâm linh hàng đầu Nam Bộ cho đến ngày nay.